đó rất là vui vẻ. Đây là chiếc xe mẹ chở rơm để dành cho bò phải không anh? À, bò đủ hết là dạ. Đủ chiếc gì dạ. Nấm là bò. Dạ. Những cái rơm này thì sau khi mà người ta lấy ta lấy lúa đi rồi thì cái những cái rơm này ta quấn thành cuộn. Dạ. Ta quấn thành cuộn và những cái cuộn này thì người ta để dành những cái trường hợp mà bò nó còn thiếu cỏ thì người ta sẽ lấy cái rơm này ra cho bò nó ăn. Anh ơi, mình làm mấy cái cuộn này mình làm sao anh? Mấy cái cuộn rơm này nè. Cuộn rơm này là nó có cái máy. À. Cái máy cũng như cái máy mà mình lấy xe ra anh lấy xe. Có cái máy người ta chảo đất á, mà ta không có rớt cái lưỡi vô. Người ta rớt cái máy cuộn đó vô. Người ta cuộn ra thành cục đây. À. Nếu mà mình mua á là nó cuốn cho mình ở trên đồng là 6.000 một cục. Rồi người ta chở về tới nhà mình 6.000 một cục nữa. Là 12.000 một cục. Người ta chở tới nơi á. À. Anh là một cuộn như vậy nó nhiều lắm không anh? Rơm nó nhiều lắm không? Nó tùy. Ví dụ rơm khô thì ví dụ rơm khô thì nó cỡ 20 kg, mà rơm tươi thì nó trên 20 kg. À, cái này mình phải phơi khô rồi mình mới làm chứ. Nếu mà làm nấm á thì cũng không cần khô lắm, mà cho bà ăn thì phải cho khô. À. Chứ cái này là anh đi mua lại hay là sao? Cái này người ta cũng mình mua. Đây là một cái cuộn nè, một cái cuộn nó cũng rất là lớn. À, một cái cuộn này anh mua nhiêu tiền? Thì người ta cuộn cho mình bả tại chỗ là 6.000. 6.000 một cuộn này thôi. 6.000 một cuộn. À 6.000 này. Mà nếu mà mình không có xe chở thì mình thuê người ta chở về nhà 6.000 nữa. À là tổng cộng nó vậy là 12.000. À em tưởng là anh thuê người ta rồi cuộn cái tiền công đó là 6.000 thôi chứ. Người ta tính luôn tiền rơm. Không, rơm có nghĩa là rơm của nậu nó cuộn, mình chỉ mua nậu 6.000 thôi. À, vậy em hiểu rồi, vậy dạ. À, cũng rẻ. Rồi nhưng cái này mình có thể dự trữ cho bà ăn được trong mấy tháng chứ? Thì lâu lắm, bao nhiêu cũng được hết. À. Nếu nó khô thì em nữa mấy tháng cũng được hết đó. Dạ, dạ. Cũng hay quá ha. Cái lúc trước là phải chở không cuốn lại nhà thì chưa có cái này. Kia chưa có cái máy cuốn này. Dạ. Bây giờ người ta phải hút. Bây giờ tôi dùng nọc. À, bằng nọc. Ta đỡ keo lên. Bây giờ nó cá đi nó tiện hơn. Dạ, dạ. Ta phải xếp lại được nè. Mà tính ra nó cũng vậy mà. Anh mà chủ yếu là mình mua cái này là mùa hè mà để dành. Trường hợp này cá nó thiếu thốn rồi chứ không anh? Một cái chiếc xe gì là bao nhiêu cuộn trong đó anh? Cái xe này 25 cuộn. Là 25 cuộn là đầy xe luôn á. Anh cũng có thể chở keo không? Chở keo không? Nhưng mà chở keo an toàn hơn á. Chở được cũng 30 cuộn. Ồ, một xe thì có thể chở được 30 cuộn mà thôi. Anh chở 25 cuộn thôi. Mình chở cái gì cho nó an toàn. Dạ. Bây giờ anh đi mạo hiểm quá, chở tới đây cái hết xăng. Bây giờ anh phải chờ mà sẽ anh đi xăng đó. Hết xăng rồi á? Hết xăng rồi. Thôi anh đi mua giùm cho anh đi. Tính là không có chở nữa. Ô xe này bữa nào không chạy cho em mượn đi. Em mượn chở nhà em đi du lịch. Cái xe này đi Đà Lạt được không ta? Lúc nãy mình có quay cái video cuộn những cái cuộn rơm mà bỏ trên xe á để dự trữ cho bà nó ăn. Thì cái đây là cái hình ảnh mà người ta sử dụng thủ công, người ta chỉ dùng tay thôi, người ta không có quấn cuộn như lúc nãy. Thì bây giờ cái hình ảnh này là người ta sẽ quấn cái đống rơm này ở trên một cái chiếc xe bò. Em sẽ chạy ra trước để quay cho, quay video chút nha. À, quý vị thấy hình ảnh không? Cái này là quấn rơm bả trên một chiếc xe về hả mang về nhà để hạ dự trữ cho bà ăn phải không em? Để cho bà ăn. Cái này một xe gì ăn khoảng bao nhiêu tháng? Tùy theo à. Cho ăn nhiều dưới mình đỡ ăn dự trữ đỡ mùa mưa rồi gì cho nắng cho nắng thả đồ chứ. À chỉ cái mùa mình thu hoạch gặt lúa thì mới có rơm thôi quý vị. Ừ,
mùa thu hoạch cá cá rôm cho. Chứ còn bình thường thì đâu có cái cảnh này vậy. Giữ trữ mùa mưa rồi, mùa gió không có cả cá ăn chứ. Đó là cái cách làm thủ công. Hiện tại thì đây là cái cảnh mà họ thu gom rơm lên chiếc xe bò, lên cái cổ bò mà họ đã dành dự trữ cho bò ăn trong những cái ngày mà không có cỏ. Đây là họ làm thủ công. Cũng may là mình quay được cái cảnh này. Chứ lúc đầu mình không có quay được, mà mình chỉ quay được cái chiếc xe nó khi nó đã hoàn thành xong. Sau khi mà thu hoạch lúa rồi thì người ta lấy lúa đi mà rơm họ để lại, thì cái rơm này họ sẽ mang về nhà dự trữ. Thứ nhất là cho bò ăn, cái thứ hai là có thể họ dùng trong cái công việc mà nuôi nấm. Và đây là một cái cổ bò đã hoàn thành. Bò nó chỉ di chuyển tới ở vị trí mà cái đống rơm gần đó, chứ không phải là để xong, để chưa có hoàn thành.